vào thời điểm giáp Tết, rất nhiều loài hoa đua nhau nở khoe sắc và đương nhiên không thể thiếu hoa đào, loài hoa đặc trưng của mùa xuân. Tết đến, màu hồng phai hay thắm của hoa đào không thể thiếu trong mỗi gia đình miền Bắc. Chợ hoa Quảng Bá là đầu mối cung cấp hoa tươi lâu đời nhất cho thủ đô và các vùng lân cận. Và có lẽ ngoài ở đây, bạn sẽ chẳng tìm được nơi nào mua hoa rẻ hơn trong dịp này. Để chọn được một cành đào ưng ý để trưng 3 ngày Tết, có người phải đến đây vài lần. Bởi họ quan niệm cành đào phải có đủ bộ tứ quý, hoa, nụ, lộc, quả. Đó là biểu tượng cho sự ấm no, hạnh phúc của gia đình. Tôi rất là nhiều lần rồi mình đến với Hà Nội. Thì năm nay là năm rất là vui mà đi Hà Nội, bởi vì trong cái thời gian thời tiết rất là đẹp. Thì những lần trước đến hầu hết là mùa thu và mùa hè, nhưng mà mùa xuân lần này lần đầu tiên đến. Chợ hoa rất là đẹp, đặc biệt là hoa đào rất là nhiều và thắm. Mình thì năm nào mình cũng lên chợ hoa. Lên chợ hoa thì cứ thấy hoa, đào là đã thấy Tết rồi. Nên trong khi đó nhà mình thì lại về truyền thống là trong nhà kiểu gì Tết cũng phải có hoa đào. Ngoài việc tìm mua hoa, nhiều người còn nán lại lâu hơn để chụp vài bức ảnh tận hưởng không khí Tết, khiến cho khung cảnh chợ hoa thêm phần sinh động. Thấy hoa đào là thấy Tết. Với nhiều người, Tết đã đến rất gần rồi. Còn quý vị và các bạn thì sao? Hãy đến đây tìm mua và mang về nhà một cành đào thật đẹp để mang may mắn cho bản thân và gia đình trong dịp năm mới sắp đến.